12 chòm sao lựa chọn tình yêu hay ước mơ, ai lý trí ai cảm tính. Trong đời, luôn có hai điều mà con người muốn hướng tới, hạnh phúc trong tình yêu và thỏa mãn ước mơ của mình. Tình yêu là thứ ta khao khát, còn ước mơ là thứ ta theo đuổi. Đáng tiếc, không phải lúc nào cũng có thể nắm được cả hai, vậy khi phải bắt buộc lựa chọn một trong hai, thì 12 chòm sao sẽ lựa chọn tình yêu hay ước mơ, chọn tình ái ngọt ngào hay tương lai rộng mở phía trước. Cùng mật ngữ 12 chòm sao, khám phá ngay bây giờ nhé. 1. Chòm sao Bạch Dương, chọn ước mơ. Chòm sao này rất trân trọng trong cuộc sống, lúc nào cũng cảm thấy ngập tràn hy vọng và tự tin. Ước mơ của họ cũng khá đơn giản, có thể cùng người mình yêu thương, phấn đấu cả đời thì thật tuyệt. Vì lẽ đó, nên Bạch Dương rất coi trọng ước mơ, coi trọng sự nỗ lực vươn lên, đồng điệu cùng chí hướng. Khi phải lựa chọn giữa tình yêu và ước mơ, thì cừu trắng nhất định sẽ theo đuổi mục tiêu của mình. Vì họ tin rằng, sống ở trên đời, nếu không có mục tiêu, thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Tình yêu cũng là mục tiêu, tiếc rằng tình yêu nhiều khi không do mình định đoạt, bản thân đành phải một mình, tiến về phía trước mà thôi. 2. Chòm sao Kim Ngưu, chọn ước mơ, lại thêm một chòm sao lý trí, theo đuổi hiện thực. Khi 12 chòm sao lựa chọn tình yêu hay ước mơ, Kim Ngưu sẽ không do dự, mà dành cho bản thân mình một hướng đi. Thậm chí so với những chòm sao khác, Ngưu Chan còn có tham vọng, mạnh mẽ hơn hẳn về vật chất, tiền bạc, địa vị, vẻ ngoài. Kim Ngưu cũng khao khát tình yêu, muốn yêu và được yêu, nhưng khao khát này không mạnh bằng khao khát được khẳng định bản thân, giành được thứ mình muốn. Nếu giấc mơ không còn, thì tình yêu cũng có nghĩa lý gì đâu. Ngược lại, dù mất đi tình yêu, nhưng còn ước mơ thì có thể làm lại từ đầu, đó là ý nghĩ của họ. 3. Chòm sao Song Tử, chọn ước mơ. Đương nhiên, chòm sao có ý chí mạnh như Song Tử, sẽ chọn ước mơ, theo đuổi thành công của chính mình. Trong lòng họ có mâu thuẫn, nội tâm không rõ ràng, có khi tự cho rằng, mình sẽ vì tình yêu mà hy sinh tất cả, nhưng thực tế, tới lúc cần lựa chọn, thì chắc chắn họ sẽ nghe lý trí. Vì sao ư? Vì ước mơ là tự do, là không ràng buộc, là có thể thoải mái tung hoành, là bản thân được định vị và ghi nhận. Một khi những điểm này không được đáp ứng, thì dù ái tình lãng mạn tới đâu, cũng không bù đắp được nội tâm trống vắng. Tình yêu không thể làm cho Song Tử tự tin, sáng lạng và rực rỡ, như khi họ đạt được ước mơ đời mình. 4. Chòm sao Cự Giải, chọn ước mơ. Có lẽ không ít người sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi chòm sao trọng tình cảm như Cự Giải lại có lựa chọn lý trí như vậy. Họ hiền lành ấm áp, yêu gia đình, thích ổn định cơ mà. Đúng vậy, chính vì mong muốn bình an, nên họ sẽ lựa chọn nền tảng vững chắc cho tình yêu của mình, nền tảng ấy được xây dựng từ ước mơ. Trước tiên phải hiện thực hóa ước mơ của mình, thì tình yêu mới đủ chín chắn. Tình yêu không thể chỉ xuất phát từ rung động nội tâm, mà phải có điều kiện kinh tế, hoàn cảnh phù hợp, bằng không sẽ thiếu an toàn. Thế nên, đến cuối cùng, Cự Giải vẫn hướng tới việc tự mình làm chủ, có mọi thứ trong tay rồi mới yêu đương. 5. Chòm sao Sư Tử, chọn tình yêu. Lại thêm một bất ngờ nữa, 12 chòm sao chọn con tim hay nghe lý trí, thì đảm bảo ai cũng nghĩ, Sư Tử phóng khoáng như vậy, sẽ không ngừng nỗ lực, mà theo đuổi danh vọng cho bản thân. Nhầm to rồi nhé, họ đơn thuần, không tính toán được mất, không quá quan tâm, xem ước mơ đời mình là gì, yêu được là yêu ngay. Sư Tử tin tưởng rằng, bản thân có năng lực, dù xuất phát điểm ở đâu cũng sẽ thành công, chỉ có tình yêu là không giống vậy. Có những người, bỏ lỡ một lần là mất nhau một đời, cơ hội không tới hai lần, duyên không nhiều để ta hoang phí, có tình yêu rồi, cùng nhau cố gắng, để có ước mơ chung của hai người. 6. Chòm sao Xử Nữ, chọn ước mơ. Tình yêu hoàn mỹ là gì? Là khi bản thân tốt đẹp, mới có thể gặp được người hoàn hảo. Thế nên, với Xử Nữ, muốn có tình yêu, nhất định phải hoàn thành ước mơ. Muốn có mối quan hệ lãng mạn, đi cùng mình tới suốt cuộc đời, thì nhất định phải có sự nghiệp riêng, đủ để nuôi dưỡng tình yêu thơ ngây ấy. Xử Nữ cũng là chòm sao coi trọng vật chất, khi yêu cũng cần cân nhắc tiêu chuẩn kinh tế, thì đối với bản thân mình, đòi hỏi lại càng cao. Tình yêu có thể như chim vỗ cánh bay đi, chỉ có công việc, tiền bạc, là vật phòng thân chuẩn nhất, chỉ cần giữ chắc thì chẳng bay đi đâu được. 7. Chòm sao Thiên Bình, chọn tình yêu. Muốn xem tình yêu ngọt ngào, say đắm như ngôn tình, mời làm quen với Thiên Bình. 12 chòm sao lựa chọn tình yêu hay ước mơ, đều cân nhắc kỹ. Riêng Thiên Bình không cần cân nhắc, vì dễ lối nào cũng gặp nhớ thương. Chung quy lại, đời này kiếp này, vì yêu mà đến, vì người mà bất chấp tất cả. Ước mơ của Bình Nhi rất rộng lớn, sự nghiệp thành công,
của cải tích lũy, bồi dưỡng khí chất. Nhưng nếu không có tình yêu, thì ước mơ sẽ trở nên nhạt nhẽo, vẫn nỗ lực nhưng lại không mấy hứng thú. Vì trong đời mà không có người thương, không cùng người đó, thì bao nhiêu thứ kia cũng chẳng đủ, làm chòm sao này ấm áp trong lòng. 8. Chòm sao hổ cáp, chọn tình yêu, nói hổ cáp vì yêu, có thể làm liều chắc hẳn không sai. 12 chòm sao lý trí hay cảm tính đều rất rõ ràng, riêng họ lại là người lý trí mọi chuyện, nhưng lại cảm tính trong tình yêu. Cáp cáp thừa thông minh, để tự hoàn thành ước mơ của riêng mình, đạt được thành tựu to lớn, khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng bản thân lại chỉ mong tình cảm viên mãn. Hổ cáp vốn đơn giản, cố hết sức mình, để cho người mình yêu cuộc sống tốt nhất, làm mọi thứ để người mình yêu vui vẻ. Cơ hội đến có thể nhiều, có thể ít, chỉ mong được cùng người ấy, nắm tay thực hiện. Sự dũng cảm và trung tình này, quả thật là hiếm có khó tìm, thậm chí họ còn thuộc nhóm 3 chòm sao, là kẻ ngốc trong tình yêu cũng chẳng sao. 9. Chòm sao nhân mã, chọn tình yêu, khi nói tới ước mơ, đối với nhân mã, chỉ là màn sương mờ mịt, khi nói tới ái tình, với họ thật rõ ràng lãng mạn. Đây là chòm sao dám yêu dám hận, vì yêu mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng, thậm chí coi đó là mạng sống, coi người mình yêu là giấc mơ suốt cuộc đời, không ngừng theo đuổi, không ngừng chinh phục. Thế nên thực ra, nhân mã chọn tình yêu, cũng là chọn ước mơ, đời này họ sống chỉ vì vui vẻ, chỉ vì để yêu. Còn gì hạnh phúc hơn là tận hưởng tình yêu, thành công lớn lao nhất, chính là viên mãn trong lựa chọn của mình. Vì nghĩ thế, nên chòm sao yêu sẽ hết mình, ngược lại chia tay cũng hết tình, khiến người ta cảm thấy họ vô tâm đấy. 10. Chòm sao market, chọn ước mơ. Chòm sao coi trọng sự nghiệp như market, đương nhiên chọn ước mơ, nếu nhân mã coi tình yêu là mạng sống, thì kết kết coi công việc là sinh mạng. Cuộc đời đã lên kế hoạch, không vì người tới mà đổi thay, nếu người ấy là đường rẽ ngang, thì hai người chỉ có thể nói câu hối tiếc. Market sẽ chỉ luôn tiến về phía trước, không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực hoàn thành nguyện vọng của mình. Người yêu nếu không thể đồng lòng ủng hộ, bước cùng nhịp với họ, thì chắc chắn sẽ từ bỏ. Chòm sao này, hoàn toàn có thể sống không cần tình yêu, nhưng không thể sống không có mục tiêu được. 11. Chòm sao bảo bình, chọn ước mơ, bảo bình yêu nhiều, nhưng không có nghĩa là họ sẽ đặt tình yêu ở vị trí trọng yếu. Ngược lại chòm sao này, coi ái tình là một trong những điểm cần có để hoàn thiện cuộc sống của mình. Cần hoa hồng xinh đẹp ngọt ngào, nhưng cũng không quên phải có bánh mì để duy trì sự sống, đó là đạo lý của bảo bảo. Khi hai thứ này xung đột với nhau, bảo bình không ngần ngại chọn ước mơ, còn tình yêu đành xếp một góc, coi như hoài niệm. Cuộc sống mơ hồ, phóng túng, nhưng lý trí đến tột cùng, con người này dẫu mộng mị đến đâu, vẫn không quên đối diện với hiện thực cuộc sống. 12. Chòm sao song ngư, chọn tình yêu, nói chòm sao song ngư, coi tình yêu như cơm ăn, nước uống, cũng chẳng sai chút nào. Thời điểm chưa yêu, song ngư sống rất mơ hồ, không có mục tiêu, không có quy hoạch, không có ý nghĩa, nhưng chỉ cần yêu, thì lập tức cái gì cũng có, cái gì cũng rực rỡ tươi mới. Thế nên, cả đời này chỉ truy đuổi ái tình, tìm mục đích sống cho mình. Có thể nhiều lần, bị ái tình làm hại, chịu tổn thương, nhưng ngư nhi vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình. Trong suy nghĩ của song ngư, yêu không dành cho người yếu đuối, yêu là việc dũng cảm nhất trên đời, người ta yêu còn cần liều hơn theo đuổi ước mơ, vì tình yêu bất định, không giống như ước mơ, có thể hữu hình,